Quỳnh Trang tiết lộ quá trình tiêu hủy thi thể khiến dư luận lạnh cả người, quá độc ác. Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, vừa qua trao đổi với phóng viên luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bé Vân An 8 tuổi cho biết, gia đình đã có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. Cụ thể, gia đình nạn nhân không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái và đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử bị cáo hình phạt tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Theo gia đình, Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho bé Vân An nhưng đã cùng bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu trong suốt một thời gian dài. Các bị cáo phải thống nhất ý chí mới cùng nhau sử dụng vũ lực bằng tay chân, hung khí nguy hiểm đánh bé. Nếu không có sự đồng ý của Thái, chắc chắn Trang sẽ không có cơ hội sát hại bé. Gia đình thấy rằng hình phạt đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội của Thái. Vì thế, Thái phải chịu trách nhiệm chung về tội giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi, thời hạn thụ lý đơn kháng cáo là bao lâu? Trao đổi với phóng viên luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơm, văn phòng luật sư cho biết, kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự là quyền của bị cáo, bị hại, đương sự và những người tham gia tố tụng khác trong thời hạn theo quy định của pháp luật, tuân theo thủ tục luật định yêu cầu tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng, thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng, thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án. Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo bà Thơ, với đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại điều 338 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Trường hợp đơn kháng cáo chưa đúng quy định, tòa án cấp sơ thẩm sẽ yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Nữ luật gia cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và nộp cho tòa án cấp sơ thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Hết thời hạn này mà người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm sẽ được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi người kháng cáo nộp cho tòa án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo và các tài liệu chứng cứ kèm theo đến tòa án cấp phúc thẩm. Sau khi nhận được hồ sơ, tòa án cấp phúc thẩm sẽ thụ lý vụ án và tiến hành xét xử theo thủ tục. Tòa án ra thông báo thụ lý vụ án và tiến hành các bước chuẩn bị xét xử và xét xử theo quy định. Chậm nhất 15 ngày mở phiên tòa, tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo bằng văn bản cho viện kiểm sát cung cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm vụ án.